Mà em nghĩ cũng lạ chủ nhân. Tự nhiên hả? Mặt tiền mặt ơ đổn quay, chui vô khỉ ho cò gái hóc bà tó đồ quay. Suối vàng. Không lẽ đây là điềm báo? Có đâu nha. Có. Có nữa hả? Không lẽ tối nay em phải ở trong căn nhà quan này hả? Từ đầu tâm lý em rất là ổn, nhưng cứ đến khúc đó em lại bị phân tâm. Là sao? Vậy anh có biết là trên căn phòng đó nó có điều gì đó bất thường không? Mộng tình của ma không vậy? Bóng mù bị bóng đè nữa. Cái thứ hồn các đảng âm binh sư gan của chướng tiêu đường bị ám đau. Xuống coi thằng quỷ. Bóng thì lấy đâu ra thằng.